Đây là các cao thủ đang đi hoạn heo. Ủa, heo đã rồi, gà. Úi trời ơi, gà miền Tây của chú, con này của chú ta nhỉ. Đây, đi kiếm heo nha. Đấy, heo đã chưa? Có bán luôn, bán con giống luôn. Đây, các cao thủ đang chuẩn bị kiếm heo. Con nào chú Phong? Đây à chú Phong? Bán rồi à? Con heo ta mà. Con này heo gì? Heo rừng à cơ? Dạ? To dữ đi. Bao nhiêu ký à thím đây? Có thế, có hơn mấy người rồi. Rồi xem rồi, ông đang chiếm heo này. Toàn cao thủ mới bắt được. Sợ lắm. Chưa tới 21 phút. Thế nó ra bài này luôn đó. Chưa tới 1 phút xong. Ông cao thủ. Anh em nào có liên hệ liên hệ thiến heo thì gọi trực tiếp thôi. 1 phút 30 giây. Quá đẳng cấp luôn. Không hề chảy máu. Kỹ thuật thượng thừa luôn. 30 giây. Cao thủ luôn nha mọi người. Phát một xong luôn à. Một phát một xịt nước. Xong rồi, đánh đi. Rất nhanh. Không biết to, không biết tí sao à. Ủa mà ăn nó thơm không mày ơi? Đó thằng Tuyên nó làm mà. Ăn thơm phức à.
nó không biết làm, mình chỉ biết làm ăn hối. Cần. Đấy nhanh. Cấp chưa? Lặn lên phát là xong. Bẩn quá phải rửa sơ đi. Mày nữa. Cao thủ. Ba mươi giây là xong một con này. Tình vãi vậy. Mà lại phát ra thì thấy không? Chỉ trong tích tắc. Y như một bóc, bóc cái trứng rãi của con gà. Một phát một ra rồi. Kỹ thuật thiệt siêu cấp. Nèo ba tạ làm mấy à? Chúng ta hành ba tạ. Ông này là thiến chuyên nghiệp nha. Rồi. Ui xoài.
Đây, đẳng cấp rồi. Ơ, chào nha, chào mọi người.